Xin mời quý vị khán giả đến với chương trình Gia đình vui vẻ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự tham gia của các thành viên trong gia đình, anh Tài và chị Tâm. Xin chào. Hôm nay gia đình rất là phấn khởi, bởi vì quý vị cũng đã biết rồi, đây là một khu sinh thái rất là xanh mát. Hôm nay thì các bé sẽ cảm nhận thêm được những cái yếu tố tích cực từ việc là hít thở không khí trong lành. Sao? Thấy thế nào? Dạ rất là vui. Vui à? Đúng rồi, hít thở không khí trong lành vui đấy. Trẻ con là có những cách tiếp cận lạ lắm. Đặc biệt là sẽ có những bài học này và cả những chia sẻ từ bố mẹ để con cái hiểu rõ hơn về cuộc sống xung quanh mình. Thì hôm nay xen kẽ trong số đó chúng ta sẽ có những thử thách liên quan tới món này. Chú đố bạn Đức, đây là món gì? Hạt sen. Hạt sen, đúng rồi. Thực ra đây là một loại nguyên liệu mà có thể là thuốc nữa. Đó. Anh chị có hay sử dụng ngó sen, hạt sen để mà làm đồ ăn không? Có. Thường sử dụng vào món nấu chè này, chè hạt sen đậu xanh này, chè hạt sen với lại nông nhãn. Chị có vẻ là biết nhiều món làm từ cây sen lắm. Thế anh thấy món nào chị làm ngon nhất? Nhìn làm nấu chè là ngon. Chè là ngon, anh là cũng hảo ngọt ha. Anh cũng thích ăn ngọt. Cả nhà mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời. Đây mình sang kia, đi. Phải nói là gia đình của chúng ta ngày hôm nay rất là năng động, tự tin, hoạt bát. Bởi vì sao? Nói chế độ một cái là đâu vào đó hết rồi. Con, sao con lại chọn về đội bố? Dạ, tại vì bố khỏe hơn. Bố khỏe hơn à? Rồi, thế thì hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách đòi hỏi sức khỏe và cường tráng. Đó là lột hạt sen. Chú nói cho con biết ấy, nhiều khi ấy, lột cái này ấy, mẹ lột còn nhanh hơn ba đó. Nhưng sao? Mà em nhỏ không lột nhanh mà. Ồ vậy hả? Dạ. Suy nghĩ lại chưa? Quyết định. Dạ, vẫn đội ba. Vẫn đội ba, đúng. Đấy, chú thích những chàng trai mà phải có chính kiến như vậy. Thuộc câu ca dao tục ngữ về sen chưa? Rồi. Đọc thử chú nghe. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Đúng rồi. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoan hô. Đó, dễ nhớ đúng không? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ chú hỏi con gái, đây là cái gì? Đào tre. Đúng rồi, đài sen. Thế thì bây giờ nhá, từ cái đài sen này mình sẽ tách hột sen ra. Bởi vì cũng khá là khó đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Mình tách ra, mình sẽ lấy cái phần hạt bên trong. Khéo nữa là mình lấy hẳn cái tim sen ra. Mà chắc chị biết tim sen đúng không? Dạ biết. Tim sen có tác dụng gì ạ? Tác dụng an thần, dễ ngủ, chữa chứng bệnh mất ngủ. Thế thì bây giờ mình sẽ đến với thử thách tách hạt sen. Hai đội sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nhớ nhá, thắng là được thưởng này. Đó, 3, 2, 1, bắt đầu, 10 phút. Chú nói rồi, nhìn mẹ mà xem, thấy chưa? Một mình mẹ là chấp cả hai bố con luôn. Tách xong là phải bóc cả vỏ ra nhá. Đó. Bây giờ là hai đội đang có chung chiến thuật, tức là cứ bóc hết ra đã. Tách hết hạt ra rồi sau đó sẽ bóc vỏ sau. Cái này là mình làm từng công đoạn một. Đúng rồi. Nhưng mà mình phải căn thời lượng nhá. Bởi vì sao? Tách mà dư ấy, bóc không hết là không được tính đâu. Bóc vặn này. Đó. Nhấn nó xuống. Đó. Này cho nó nhanh. Vậy sẽ thắng được. Này được. Đấy. Nhanh lên để mình chiến thắng này. Thôi, chị chỉ cho bé cách mà tách làm sao cho nó nhẹ nhàng đi, cho nó dễ. Đây, biết mà, hai em biết. Đây này, còn thấy không? Đấy. Đấy, rất là giỏi. Đấy. Công nhận là tách hạt sen cũng có cái sự khác biệt về phong cách. Bên này thì tan nát. Bên này vẫn còn tấm, còn món. Nhưng mà chứng tỏ là đội mẹ là tách đỡ mất sức hơn. Tuy nhiên, thể lực của đội bố và con trai thì rất là dồi dào. Tâm ra bây giờ ấy là có phần ưu tiên ấy, có phần gọi là vượt trội hơn ấy. Nhanh lên, thay ăn, nhanh lên. Rồi, chứ bây giờ mình bóc đi chứ. Lăn ở chỗ này mà không bóc hết là coi như không tính đâu nhá. Có thể mẹ chưa bóc được hạt sen nào à? Chưa. Ô thế à? Thế bây Tài nhiều khả năng sắp thắng rồi đấy. Con phải xem cái phần nào ấy là nó mềm nhất, thấy chưa? Như chú ơi, thấy chưa? Cái phần trên đầu mềm nhất, đấy, mình bóc cái, đúng không? Bố thì tách sơ, con tách kỹ. Bên này là cứ lựa hạt non mà tách cho nó mềm. Ôi
mẹ là cuống ở đây. Thời gian còn 10 giây, đừng cuống chị, tự tin. Cố lên Thái An, cố lên, đúng rồi. Tới tấp. Cố lên cái này nữa, cố lên. Cố lên, cố lên. 8 7 cố lên, đây 6, đây, cố lên, cố lên. Con trai nhìn thấy là tủm tỉm cười. 4 Cố 3, lên Thái An, cố lên bắt cái này lại. 2 1 Hết giờ. hết giờ rồi. Đây. Đấy, sản phẩm của đội mẹ, sản phẩm của đội ba. Nói chung là có phải đếm không nhỉ? Theo con phải đếm không? Thì có. À đếm hả? Dạ không cần đếm nhìn là biết. Không cần đếm nhìn là biết đúng không? Dạ. Nói chung là nhìn kết quả quý vị cũng biết rồi. Đấy, phần thắng ở cái thử thách lột hạt sen này đã thuộc về đội của bố và con trai. Hai bố con dê nhau. Hai bố cháu ta cũng dê. Quá hay. Dê. Yeah. Nhưng mà em nói thật với chị ấy, cái thử thách này mặc dù là mình không thắng, mình không thắng đúng không? Đó, gọi là nói giảm nói tránh. Đấy. Mình không thắng nhưng mình thắng một cái rất là hay. Chị biết là gì không? Tinh thần. Tinh thần, chính xác. Mà đặc biệt sau này chị mà có làm chè sen ấy, chị biết là thế nào ở đây. Đúng rồi, có đấy. Kinh nghiệm, mình có thêm kinh nghiệm mà. Có kinh nghiệm và cứ giao cho hai bố con làm đúng không? Mình chỉ cần nấu thôi. Vậy là chúng ta đã có thử thách đầu tiên là tách hạt sen với chiến thắng thuộc về đội của bố và con trai. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tận hưởng thành quả bằng cách là lấy hạt sen mang đi nấu để ra một món chè thơm ngon qua tài nấu ăn của chị Tâm. Bây giờ mình đi nấu nha chị. Sau khi chúng ta đã có thử thách tách hạt sen thì bây giờ có nguyên liệu chính đó là hạt sen rồi. Tất nhiên là sẽ phải sơ chế lại một chút, mình phải bóc cái phần màng xanh bên ngoài rồi mình ngâm thì nó mới được vàng vàng trắng trắng thế này. Sau khi mà ngâm xong thì mình có thêm một vài nguyên liệu khác, ví dụ như là đậu xanh, chương trình chuẩn bị sẵn. Bởi vì ngâm cái này hơi lâu đấy. Đấy, đừng phèn nữa, ăn cho mát. Đúng rồi. Rồi, thế bây giờ chắc là mình sẽ xem là ở nhà chị thường nấu thế nào. Bây giờ mình nấu như vậy. Dạ. Rồi. Con trai có muốn giúp mẹ không? Có. Làm con cái quay đi. Đó. Quay. Ngon chưa? Đấy. À, ngon chưa? Quấy nhẹ nhẹ, quấy đều tay vào để cho cái đường nó tan ra. Có dễ không? Đây thì mình nấu với đường phèn mà đường phèn là quá tốt đúng không chị? Đúng rồi. Người ta thường nói là ngọt như đường cát và mát như đường phèn. Đó. Tan chưa? Tan chưa? Rồi sắp tan. Ê, rồi. Sắp tan. Đó, còn nhẹ tay thôi, nó nát. Đấy. Đấy, sắp được ăn chè đây đấy nha. Rồi bây giờ mẹ thử xem là vừa ngọt thế nào. Nào. Wow, vừa rồi rất là ngon. Vừa, vừa thì mình ăn luôn, ăn ngay. Thôi, ăn thôi, ăn thôi, cả nhà mình cùng ăn nào. Ngon và mát. Như quý vị đã biết thì hạt sen là một loại nguyên liệu rất là phổ biến trong các món ăn Việt, đặc biệt là ẩm thực miền Trung. Thì hạt sen không chỉ là món ngon đâu, mà còn là một cách để chúng ta bồi bổ cơ thể, đặc biệt là an thần, giúp giấc ngủ ngon hơn. Thì hôm nay với món chè đỗ xanh hạt sen thì gia đình của chị Tâm đã có một cái trải nghiệm nho nhỏ, đặc biệt là với các bé. Xin chào! Tuyệt vời, ngày hôm nay chúng ta có một gọi là không gian xanh mướt này, thời tiết rất là đẹp, không nắng, không mưa. Đây sẽ là điều kiện rất là tốt để cho hai đội bước vào thử thách trong phần tiếp theo của chương trình. Thì phần đầu tiên chúng ta đã có món chè sen đậu xanh theo hơi hướng miền Trung rồi. Thì cũng phảng phất ẩm thực miền Trung ở nơi đây, chúng ta sẽ là món gỏi cuốn. Đó, gỏi cuốn thì chắc là chị biết rồi đúng không? Ở nhà mình có hay làm không ạ? Cũng có hay làm. Vào ngày dịp lễ và dịp cuối tuần thì thường hay làm cho cả gia đình cùng ăn. Chị hay làm, thế anh có giúp được không nào không đấy? Anh cũng có giúp nhặt rau rồi, rồi rửa giấy này kia, cũng có chúc chúc. À, thế còn anh trai? Dạ không. Không à? Giúp ăn thôi đúng không? Dạ. À, đúng rồi. À, nguyên liệu gồm những gì nào? Bây giờ nói mẹ kể nguyên liệu chắc là quá dễ rồi. Bây giờ đố hai bố con nguyên liệu gồm những gì? Dạ, bánh tráng, thịt với lại tôm, bún, rau salad. Dạ hành, còn hẹ, còn rau này con không biết. Bố hỗ trợ nào? Và giá. Rồi, về cơ bản là như vậy. Quan trọng bây giờ làm thế nào để ra được cái gỏi cuốn. Mà gỏi cuốn miền Trung thì đặc biệt là phải có mắm. Đó, mắm lát nữa chú sẽ mang ra. Bởi vì cái món này là mình phải pha cẩn thận kỹ càng thì nó mới ra được món ăn theo dư vị miền Trung. Bây giờ mình có 10 phút thôi ha. 10 phút cuốn làm sao càng nhiều càng đẹp càng tốt. Ưu tiên đẹp nhá. Đấy, ưu tiên đẹp, sau đó mới tới số lượng.
Sao chắc thắng không? Dạ. Phần 1 là thầy thắng rồi đấy. Phần 2 là sao? Hên xui. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có 10 phút nhá. Hai đội đều bằng tay. Rồi mình sẽ cuốn gọi. 3, 2, 1, bắt đầu. Tức là mình sẽ chưa cuốn gọi, chắc chắn là cái đầu tiên không đẹp được. Nhưng mà không sao, mình rút kinh nghiệm dần dần. Đấy. Có cần phải xem mẹ thị phạm không? Hay ở nhà thấy mẹ cuốn thử rồi? Đó. Đây, để chú giúp con. Đó. Dạ nha, hai miếng ơi. Tôm. Đây, con làm cái này. Con lấy nước, con vuốt này này. Đấy, con làm thế này nha. Vuốt, đúng rồi, giỏi quá. Bên này là hai bố con, mỗi người một cái. Bên này mẹ quyết định là chấp cả hai. Nhưng mà thấy mẹ làm có vẻ rất là bài bản. Đó. Ôi trời, bé ơn kia làm nhanh thế, nhưng mà quan trọng là có đẹp hay không? Đấy. Quan trọng cái chất lượng bên trong như thế nào, có đẹp hay không? Đúng rồi, con gái giỏi quá. Đủ đấy con, bây giờ con cuốn vào cho chú xem nào. Có thịt rồi, có tôm rồi, con cuốn vào xem nào. Rồi, đúng rồi, giỏi. Riêng bé gái là sẽ được ưu tiên, cuốn được cái nào là coi như được cái đó. Rồi, con để đó nha. Đấy, giỏi quá. Thôi con cứ để đó. Rồi, bây giờ con để bên đây nhé, để chú giúp con nha. Đây, đây là cái gọi của con đúng không? Tính ra là bên này rút kinh nghiệm hơi bị nhanh đấy. Cái lượt thứ hai này của hai bố con là cuốn đẹp rồi đấy. Đây đẹp rồi đấy, rút kinh nghiệm là đẹp rồi đấy. Ta làm ta lấy cái gì nhỉ? Hương hoa. Lấy chất lượng, lấy hương hoa, chứ không cần lấy số lượng nhiều. Đấy, ôi giời ơi, Đức ơi. Đây, con làm này đây nha. Đấy. Bé An là thích ăn bún đúng không con? Bé An thích ăn bún nên là lấy bún rất là nhiều đây này. Bên kia là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Bên này được 3 cái. Đấy, cuốn lại. Còn 5 phút. Lại, cuốn lại. Rồi, đấy, mẹ cuốn là rất bài bản. Đấy, đấy cái này của Thái An nhá. Đấy, đấy, cuốn vào. Bé An cuốn vào, chú xem nào. Cuốn vào. Đúng rồi, giỏi quá. Bé An đã làm được 2 cái. Đây, cái này nữa. Quá, wow, hai bố con mình nó làm nhanh vậy. Còn 10 giây. Giỏi quá, thế này là được rồi con ạ. Thế này là được rồi, ăn được rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Hoan hô hai đội. Chưa biết thắng thua thế nào, cứ phải hoan hô đã, khích lệ tinh thần, bởi vì hai đội thi đấu rất nhiệt tình. Mà phải nói, cuộc đời cho chúng ta cơ hội, chứ không cho chúng ta cơ hội là chúng ta không biết thể hiện thế nào. Đấy, qua chương trình hôm nay, quý vị sẽ thấy là nhiều khi đấng mày râu trong gia đình hay là các bé có tài lẻ, mỗi tội là mình chưa biết khai thác đúng không chị? Đúng rồi. Nhìn cái đĩa kia là biết rồi. Hai đội là về nhan sắc của gọi cuốn là ngang nhau. Bây giờ mình sẽ tính về số lượng. Số lượng thì bên này bao nhiêu cái? Bây giờ Đức đếm cho chú. Đếm bên bạn, đội bạn đi cho nó công bằng. Dạ. À, đếm bên đội bạn được bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái. Bé An làm được mấy cái? Bé An làm được mấy cái? 4 cái. Bao nhiêu cái? 8 cái. 8 cái mà con làm được 4 cái. Còn quá giỏi ấy. Nhưng mà công nhận bé An làm được 4 cái thật. Đấy là chú có đếm. Thì bây giờ bé An đếm cho chú xem là bên kia được bao nhiêu cái. Bé An qua đếm nha. Con chạy qua đếm đi. Con chạy qua đếm xem được bao nhiêu cái nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mười mấy cái? Bao nhiêu cái? 10 cái. Rồi con ra đây, 10 cái. Cũng là bất ngờ ha. Không ngờ. Không ngờ hai bố con lại giành được chiến thắng trong phần thử thách gỏi cuốn này. Thôi, chúc mừng đội bố và bé Đức. Đấy. Yeah. Nhưng mà nói thôi, sau phần thử thách này là em thấy chị mừng nhất đấy. Đấy. Nói chung là không thắng nhưng mặt cười rất tươi. Hôm nay đúng là khám phá được một cái bí quyết mà hai bố con giữ gìn bấy lâu nay. Qua cuộc thi hôm nay,
là mẹ biết được, nắm được rồi. Hôm sau mẹ đi chợ về chỉ có việc là đi làm đẹp với spa, còn lại giao cho hai bố con. Tập làm đi. Đấy, mình làm mình sẽ thấy là thực ra để có được bữa cơm mẹ với bố rất vất vả đúng không? Đấy, mình làm mình sẽ thấu hiểu hơn, sẽ có thêm nhiều điều kiện để giúp đỡ bố mẹ hơn đúng không? Hôm nay là đi đến đây cả gia đình chơi rất là vui vẻ và rất chi là bổ ích, thưởng thức những cái món ăn rất chi là ngon và rất tuyệt vời. Hôm nay là phát hiện ra là con có là một cái tài lẻ về cái phần nội trợ rất là tuyệt vời. Không ngờ được hai bố con hôm nay lại là trổ tài, lại giỏi như thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tận hưởng thành quả. Đây, gỏi cuốn rất nhiều, hôm nay là ăn bao no đúng không? Và chú thấy là bên này ấy, cuốn khá đều tay. Hay nhở, hai bố con cuốn mà lại đều tay. Bố chỉ cho con trai cách cuốn thế nào đấy? Cuốn nó phải ôm nó vào, lăn đều nó vào thì nó mới chắc, nó mới tròn được. Oh, một đệ tử của bố ha. À, chị bé là em thấy rất chịu làm. Nhưng mà lúc đầu cũng hơi lóng ngóng. Thì chị chỉ cho bé cách nào để nó cuốn được ra cái gọi cuốn. Chỉ cho bé là cho rau và cho thịt và bún vào, xong nó cuốn cuộn tròn và ốp chặt nó vào và cuộn vào. Nhưng mà bé thì còn nhỏ cho nên là cái tay vẫn chưa chắc được. Chưa có kinh nghiệm cho nên là cũng chưa chắc được, có nhiều cái đang còn như thế này. Nhưng mà bé cũng rất là giỏi, rất là chịu làm rồi. Thế bây giờ chú bảo nhé, con cuốn được 4 cuốn, con cho chú một cuốn được không? Rồi, con cho chú cuốn nào? Còn đấy à? Rồi, rất con... nhiều bún. Thế nhà mình rửa tay sạch chưa? Rửa tay sạch. Ăn gỏi cuốn là phải theo phong cách ăn gỏi cuốn. Đấy, cứ tay chúng ta chấm ăn nó ngon. Bây giờ nha, là mắm nêm có sẵn rồi. Nếu mà ăn cay cho ít ớt vào, nhưng mà chú chưa để, bởi vì sợ hai bé không ăn cay. Thì nhà mình nếm thử xem là thành quả ra sao. Bây giờ bố nếm của mẹ, mẹ nếm của bố đi cho nó khách quan nha. Ok. Bố nếm trước đi. Bố là thẩm cái đẹp trước. Con trai cũng lấy một cuốn ăn thử. Chị lấy ăn thử đi chị. Đây, con ăn thử nhá. Được đúng không anh? Phong độ vẫn ổn định như ngày nào. Đây. Cuốn dân đầy đủ. Cái này. Sao con? Con chấm của chú này, ăn cho nó có tương ớt, biết ớt không? Đây, con ăn đi. Cuốn này là ăn xong no luôn, bởi vì rất nhiều bún. Hình như ba đang muốn mẹ giảm cân, cho nên là cho rau rất là nhiều. Mà không có thịt. Rất nhiều thịt và rất nhiều tôm. Ồ, bên mẹ là chất lượng, rất là chất lượng. Còn bên này là số lượng. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã được thưởng thức một món ăn theo hơi hướng ẩm thực miền Trung. Không chỉ ăn đâu, tận tay làm nữa. Và qua đó chúng ta sẽ hiểu hơn về nét tinh hoa của ẩm thực miền Trung. Cảm ơn thành viên của hai đội đã tham gia vào chương trình. Và chương trình cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi tặng bố mẹ và hai bé, để giúp chúng ta có thêm những chuyến đi hữu ích giống như ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào!